Chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách cắt một chiếc tay áo đèn lồng xếp ly. Và các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc dập tay áo căn bản. Đây là chiếc dập tay áo căn bản của mình đã chuẩn bị. Thì độ dài của dập tay áo căn bản này là 20 cm. Các bạn có thể chuẩn bị dập tay áo dài hơn hoặc ngắn hơn tùy vào mong muốn của các bạn. Đây là mang trước, đây là mang sau, đây là đường chính giữa của tay. Đó. Từ cái đường chính giữa của tay này, các bạn lấy sang hai bên, mỗi bên hai đường, và hai đường này đều cách nhau là 2 cm giúp mình. Chú ý là các bạn có thể lấy nhiều hơn hoặc ít hơn tùy vào mong muốn của các bạn, nhưng nó phải đối xứng qua đường giữa nhé. Đó, được chưa ạ? Trong đấy thì đây là 2 cm này, đây là 2 này, đây là 2 2, có 5, tất cả là 5 đường và nó cách nhau là 2 cm. Sau đó các bạn cắt mở ra. Sau đó các bạn đặt lên cho mình ở trên một mảnh giấy khác. Các bạn dán lên. Các bạn mở cái ly này ra, mỗi ly là 4 cm cho mình nhé. Tất cả các cái ly này là mỗi ly là 4 cm. Thật ra các bạn lưu ý lại, đây là 4 này, đây là 4 này, 4 4 4, tất cả có 5 ly, và các bạn mở ra 4 cm cho mình. Sau đó các bạn nối làn đều đó đi. Đó, các bạn làm đều đi. Sau đó thì các bạn chia đôi cái khoảng cách giữa các cái ly này ra cho mình. Vì là mở là 4 cho nên mỗi cái này sẽ bằng 2, đúng không ạ? Đó. Tất cả các khoảng cách ly này thì các bạn đều chia đôi ra và kẻ lên trên đỉnh ly ạ.
ra. Đó. Sau đó thì các bạn mang cắt ra. Sau đó các bạn mang tô lại và các bạn cắt cho mình hai mảng nhé, hai mảnh thì các bạn để lại một mảnh này để làm lớp lót này. Đó, các bạn để lại cái mảnh này để các bạn làm lớp lót, còn cái mảnh số 2 này thì chúng ta sẽ mang đi để biến đổi, được chưa ạ? Một mảnh chúng ta sẽ để lại để làm lớp lót bên trong, còn một mặt chúng ta sẽ đi biến đổi để tạo ra cái lớp vải chính. Bây giờ các bạn tiếp tục cắt mở cho mình các cái ly này ra. Đó. Các bạn cắt ra. Các bạn chuẩn bị cho mình một mảnh giấy. Sau đó các bạn dán lên đây. Được chưa? Cái độ rộng của cái ly mà chúng ta muốn mở thì là tùy thuộc vào các bạn. Nhưng mà ở đây mình chọn lựa chọn độ rộng là 12 cm. Các bạn có thể mở nhỏ hơn hoặc là lớn hơn thì tùy vào mong muốn của các bạn nhé. Được chưa? Mình nói lại này, các bạn chuẩn bị cho mình một mảnh giấy và sau đấy thì các bạn thêm vào đây. Và cái độ rộng từ đây cho đến đây là 12 cm. Các bạn có thể mở lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhé. Tiếp theo đó, cái ni này các bạn cũng cắt ra. Các bạn không cắt hết mà các bạn cắt để chừa cho mình 0,3 mm ở phía trên nhé. Tiếp tục các bạn cũng dán vào đây cho mình. Và độ rộng của cái này cũng là 12 cm. Được chưa ạ? Hoặc các bạn có thể mở trực tiếp ở bên trên cái giấy, một cái mảnh giấy khác. Nhưng mà tại vì cái trường quay nó quá hẹp, mình không thể nào mà mở cho các bạn xem được. Các bạn tiếp tục dán lên. Đó, và mở ra 12 cm cho mình. Tương tự thì các bạn mở hết tất cả cái này ra cho mình nhé. 1, 2, 3, 4, 5 cái này đều có độ rộng là 12 cm giúp mình nhé. Sau đó thì các bạn đi, các bạn lối hai cái đỉnh ở mỗi cái tam giác này lại với nhau. Được chưa ạ? Các bạn xác định cái điểm giữa này cho mình. Điểm giữa của nó sẽ là 6 cm, bởi vì vừa rồi chúng ta đã mở ra là 12 rồi. Chúng ta lối lên đỉnh đây. Đúng chưa ạ? Sau đó thì các bạn lên trên đây cho mình là 1 cm rưỡi, 1 cho đến 1 cm rưỡi nhé. Các bạn lên đây. Sau đó các bạn lối xuống cái cạnh đáy này. Đó. Tương tự các bạn làm tất cả các cái tam giác khác cũng như thế cho mình. Nối lên đây này, chia đôi ra này, nối lên đỉnh này,
Sau đó cái này thì sẽ lên đây là 1,5 cm này. Sau đó các bạn nối ra hai cái đỉnh ở hai cái cạnh đáy này. Cái đỉnh của cái cạnh đáy đó. Chia đôi ra là 6 đây. Bạn làm tương tự tất cả các cái tam giác khác nhé. Sau đó thì các bạn cắt bỏ toàn bộ cái phần giấy thừa đi giúp mình ạ. Các bạn cắt bỏ tất cả cái lượng giấy thừa đi nhé. Và cái phần giấy thừa phía bên trên này thì khi mà cắt thì các bạn nhớ đánh đều nó đi, các cái góc cong quá này này thì làm đều nó đi ạ. Các bạn cắt bỏ toàn bộ cái phần giấy thừa đi giúp mình như này. Bây giờ cái dập tay áo của chúng ta đã có hình dáng như thế này. Thế thì khi may thì chúng ta sẽ may như thế nào? Các bạn may toàn bộ cái ly này lên cho mình. Các bạn may toàn bộ cái ly này trước này. Sau đó các bạn là đi. Các bạn may theo đường may như thế này. May theo cái đường này ạ. Sau đó các bạn mang là đi. Các bạn nhớ may sát các cái mép góc này nhé. Các bạn may sát cái mép góc đấy. Và các bạn sử dụng cái mảnh này. Đây là mảnh giấy mà chúng ta đã để lại để mà chúng ta làm lớp lót đúng không ạ? Được chưa ạ? Thì sau khi chúng ta may xong lại là đi xếp đi xong thì chúng ta sẽ may vào cái lớp lót này. Được chưa ạ? Các bạn may cái này trước này, xong nộn ra ngoài này. Nộn ra ngoài sau đấy thì các bạn là đi này. Là đi sau đó các bạn may vào cái lớp lót bên trong đây. Được chưa ạ? Đây là cái lớp lót bên trong để nó giữ cố định cái ly của chúng ta. Và để kéo cái đường may ở phía gấu tay này vào phía bên trong. Bây giờ chúng mình sẽ tiến hành đi cắt lên trên vải nhé.
Đây, chúng mình cắt cái dập ra và chúng mình đi cắt lên trên vải. Các bạn đập lên trên vải và các bạn cắt ra cho mình nhé. Các bạn nhớ tô lại tất cả các cái đường này, tất cả những cái đường xếp ly này để tí nữa chúng ta sẽ đi may. Đó. Được chưa ạ? Ngoài ra thì các bạn cắt cho mình một lớp lót như thế này. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Mình cắt lớp lót màu trắng này để cho các bạn nhìn rõ là cái tay áo của mình là gồm có hai lớp, một lớp vải chính màu đỏ và một lớp nó nằm màu trắng. Còn bình thường nếu mà các bạn cắt cho khách hàng thì các bạn hãy dùng cái lót mà cùng màu với cả cái vải chính của chúng ta nhé. Cách may thì chúng ta sẽ may như sau. Chúng ta có 5 cái ly rồi đúng không ạ? Đây, tổng là 5 cái ly. Thì các bạn may cho mình tất cả cái này lại. May theo cái đường mà mình ghim đây. Các bạn nhìn thấy cái ly đấy chưa ạ? Đó. Đầu tiên các bạn sẽ may theo cái đường mà mình ghim đây nhé. Đó, có 5 ly thì các bạn may hết lại cho mình. Đó, các bạn sẽ may lại cho mình để cho nó ra cái hình dáng như này. Sau khi ra cái hình dáng như này thì các bạn sẽ lộn nó ra mặt ngoài. Các bạn lộn cái này ra mặt ngoài ạ. Các bạn lộn ra. Sau đó thì các bạn sẽ là đi. Nhưng mà bởi vì khi mà lộn ra thì nó khá là phồng, nó phùng lên và các bạn sẽ không nhìn rõ cái cách mình may nó như thế nào nữa. Cho nên mình coi như cái mặt trái này chính là mặt mà mình đã may xong nhá. Nó sẽ tạo ra những cái ly như thế này, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đó, nó tạo ra 5 cái ly như thế này. Các bạn có thể mở nhiều ly hơn nếu mà các bạn thích nhiều ly hơn nhé. Đây là mình chỉ mở 5 ly là ví dụ cho các bạn xem thôi. Đó, được chưa? Sau đó các bạn ép tất cả các cái này sang một bên, được chưa? Thì bây giờ cái tay này của chúng ta nó đã trở về giống như cái nót này rồi. Đó, khi các bạn ép lại thì nó sẽ trở về giống như cái này. Được chưa ạ? Giống như cái này. Và sau đấy thì các bạn sẽ may cái này vào nhau. May cái đường này vào, sau đó các bạn lộn nó ra ngoài thì sẽ được cái tay áo giống như là mình đang làm đây. Và bây giờ chúng mình sẽ mang đi may nhé. Đây là cái tay áo sau khi mà mình đã may xong. Đó, thì mình đã cố tình may cái lớp lót màu trắng ở trong đây để cho các bạn nhìn thấy là cái tay áo này mình gồm có hai lớp, một lớp chính và một lớp lót. Đó, cách may thì như thế này. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem cái đường may của mình đã may như thế nào nhé. Đó. Ban đầu thì mình may tất cả các cái ly này này. Các bạn nhìn mình may tất cả các cái ly này. Tổng có 5 ly thì mình may tất cả 5 ly này trước này. Được chưa ạ? Sau khi các bạn may xong 5 ly này thì các bạn lộn ra ngoài giúp mình. Các bạn lộn ra phía bên ngoài này. Sau các bạn mang đi là ly đi này. Là thẳng nó ra. Sau khi các bạn là thẳng cái ly này ra nhé. Các bạn nhìn cái ly này sau khi chúng ta đã là thẳng ra này. Thì các bạn đem ghim cái các cái này vào về một phía cho mình. Các bạn lấy một cái đinh ghim. Một cái đinh ghim như thế này. Các bạn ghim tất cả về một phía cho mình. Đó, các bạn ghim nó lại. Khi mà các bạn ghim nó êm xuống như thế này thì cái tay của chúng ta sẽ trở về hình dạng giống như cái lớp nót. Giống như cái lớp nót. Cái lớp nót mà khi mà chúng ta mở ra lần thứ nhất để tạo ra cái tay áo cành tiên mà xòe nhẹ. Đó, thế sau đó thì các bạn mới may cái lớp nót đấy. Các bạn úp mặt phải của cái vải chính này với mặt phải của lót. Thật ra lót thì các bạn cũng không quan tâm lắm đến mặt phải và trái. Rồi các bạn úp vào mặt phải của vải chính vào trong lớp lót và sau đấy thì các bạn sẽ may một đường như thế này. Đó, các bạn may cho mình cái đường với lớp lót đây.
Được chưa ạ? Các bạn may đường may như thế này. Sau khi các bạn may xong thì các bạn lật ra ngoài và các bạn mí cho mình một đường mí. Được chưa ạ? Mình đã cố tình may bằng chỉ đỏ để cho các bạn nhìn thấy cái đường mí của mình đây. Đó, các bạn mí như thế để khi mà các bạn mặc lên như thế này thì hoàn toàn cái mí đấy nó lé vào phía bên trong mà các bạn không nhìn thấy bất cứ một cái đường may nào phía bên ngoài cả. Bây giờ chúng mình sẽ mang đính lên trên malacanh nhé. Đây là chiếc tay áo mà mình đã may xong và mình đã mang đính lên trên malacanh. Các bạn có thể mở ly lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Ly này mình mở là 12 cm, còn cái ly mà mẫu tay áo màu xanh thì mình mở là 7 cm. Đó, các bạn có thể để nguyên như thế này hoặc các bạn có thể đính lên trên đỉnh của các cái ly này những cái hạt vòng để trang trí nhé. Đó, các bạn có thể đính lên trên đây những hạt vòng và các bạn sẽ đính luôn cái đầu ly này lên trên đây, trông giống như một cái lụ hoa đang hé lở vậy. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn.